Rồi xin chào tất cả anh em bên bờ biển Tổ quốc nha. Thì một buổi sáng hôm nay thì em nó cũng lên hương rừng thì cũng chờ em dời, em cũng đi phát tới bờ ruộng rồi, em nó cũng chờ tới giờ này em mới dời. Thì em nó cũng tạo được một chậu lan sóc 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 mà điều là sóc này là bình thường cũng nó mới ra được hàng khống nè. Thì em nó cũng được một chậu. Bây giờ mình báo giá cho anh em được biết được không em? thì anh cứ báo thoải mái bình thường mà. Chậu này là mình cũng để chị em nó là được 1.500 á. Lần lần đầu tiên báo giá Mà hả? đầu tiên là công công khai công em công khai khai em nói luôn, em khai luôn á. cho bày tẩy luôn á. Nói chung anh em cũng thấy sóc gì là anh em cũng thấy sóc không? Con nào cũng lấy lực không à? Cái khá bự luôn. Chắc Đó. là nồi xe lôn ha Là ba, xe lôn, xe lôn thì bảy Đông xe Giang. lôn là trên địa bảy Đông Giang mà phải chạy cho nó nữa, nó vô xa lắm chứ không phải là gần gần nó có sóc gì đâu. Đó thì mình cũng chào anh em. Thì bây giờ Lan Hương Rừng có nói với anh em cái câu gì thêm gì giao lại cho em đó nè. Chào anh em nha. À, em chào mọi người nha. Nãy nhờ ông anh quay một chút để cho dính hình em trong khung hình. Bữa có anh kia nhắn tin Zalo thấy nó nói thì mày đi quay len chút len mà sao không thấy hình mày trong hình. Rồi nhờ ông quay giùm dính dính cho dính hình em chút xíu. Rồi em kênh Hương Rừng chào mọi người nha. Thì hôm nay cảm ơn anh Thảo Rừng nha, là mình đã tạo được chậu sóc này em. Cây này khá to nha. Cái chạng ở ngoài khá là to nha mọi người. Đó, khá là to nha. Em phải đứng xa mới lấy hết được cái hai tàu lá. Hai tàu lá cũng bên là cỡ nửa mét hơn á, 60 á. Đó. Uống trà đi, nhà thợ rừng quen thuộc bữa giờ. Còn kia là thợ rừng đang ghép cây sóc cũng nha. Đó. Cây này thì được hai cây bự và mấy cây nhỏ. Cây này cũng bự nè. Cây này cũng bự nè, đó. Mà do nó rỉu lá về mình neo lại. Anh em nhìn bảng lá to không nè. Đó, bảng lá nè. Đó. Hai ngón tay. Đó. Bảng lá khá bự luôn. Đấy. Hôm nay là thứ sáu, hôm nay thứ sáu đúng không, 21 tây tháng 6 2024 mình tiếp tục tậu được lan của thợ rừng nha. Đó, cái chậu này mấy bữa lại keo ngay chỗ này nè đó, rồi cái bán xong mà thợ rừng đem chậu yến ở ngoài vô đây keo đó. Đây, nhà thợ rừng mấy bữa giờ nè, chậu yến đã vô, cây yến cũng đã vô chậu gỗ vip nè đó, mình cũng đang mê nhưng mà chưa mua được nha mọi người, chưa đàm phán được giá hợp lý anh em à. Đó, nói chung hàng thuần á nó cũng giá trị lắm mọi người à, chứ không có rẻ đâu đó, em nói thiệt. Em nói vậy đó, cho mọi người hiểu nha. Quan trọng mình đam mê, mình thích là mình mua được thôi em à. Cây này quá đẹp nha. Đó, thật sự về sóc á, thì em thấy sóc nó rất là khó ra bông nha. Cái đó là sự thật luôn. Cây nào hơn may mắn thì ra bông thôi. Còn cây này thấy bự không? Quá bự lâu năm luôn nè. Đó, mà nó không ra bông. Đó. Đó. Cây này nãy em đếm là như 10 cặp lá, 10 cặp lá nha. Cây em đếm nãy là 10 cặp lá nè. Vườn len đây bữa nào mình cũng mi tậu tiếp vài chậu này mà. Còn phải đàm phán anh em hợp với hợp lý hai bên. Đó, thì như chậu này đây, mấy bữa giờ em mua len ít khi em nói giá lắm, tại việc làm ăn mình mà đó thì mình bán một chậu mình chỉ lời ngày công lao động thôi. Chậu này là cũng đàm phán nè. 1.500k là tiền đã trao đầy đủ rồi. Đó, cũng đưa ảnh, ảnh cũng mới đi phát ruộng. Phát cỏ ruộng ha, cỏ ruộng. Bờ đúng không? Đúng rồi chờ ảnh, chờ sáng giờ. Đó là hôm nay lên trải cái cây màu vàng. Cái cây màu vàng là hôm bữa em chở Hải Yến cái chậu hỏa hàng cam. Là mua hôm bữa, rồi hôm nay lên trải cây, rồi chẳng tiền là tậu chậu này luôn. Anh em, anh thợ rừng nè, tậu chậu này luôn. Để chị em nó chậu thì có công tình mà chán gì nó chờ lâu quá mà. Mì mấy lần hôm nay mấy... mấy chốt được của anh thành mới công, thành công mấy mấy lần đó bộ, tại mấy bữa cũng kẹt mua cây cây yến tác phẩm đó với lại chậu hỏa cam với lại năm chậu bữa đêm với lại hai chậu của ông anh thợ rừng nhân chim em chưa biết ăn với lại lại giỏi yến cũng chơi lên cao nữa, nói chung là giỏi yến bữa treo nè, đó bữa giỏi yến treo đây này giờ chồn đó. Giờ lên hương rừng này nó đâu có đăng không khai giá tiền đâu, bữa nay nó mua chậu sóc mình hỏi nó cho nó đăng khai cho anh em ta biết luôn, để cho anh em đâu phải nói dễ mua sóc đâu, sóc mà nó sóc khủng như vậy thì đâu muốn nói là ấy đâu, thì dù đỡ đó là giá mềm đó, chứ nếu mà nói về mà bán mà ấy là chậu này phải gần 2 triệu không biết đâu, nếu mà bán ra người 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 khách quảng lai á, còn em mà giữ mua bán sĩ lễ hậu giờ nó phải giá nó phải hợp lý, em còn đường ra nữa mà, nói chung em nó hồi đó giờ cũng mua ngọc điểm ngọc đồ
thì mình để bán này cho em nói giao phú. Giao lưu. Nói anh mua điện năng lượng mà phải không? Đó thì thế này nói chung là cũng thì bán sắp để lấy tiền mua điện năng lượng. Đúng rồi, nói chung là cũng quắc bả lắm mới bán được nhận sóc mấy bé rồi chú à. Chứ vậy chứ dễ vậy anh bán. Dễ gì đâu. Nếu mà không kẹt không bán đâu. Đúng rồi. Thì nói chung cuộc sống mình ngày nông mà thì bây giờ mình còn xây sở được thì mình cứ bán để mình mua lại cái những năng lượng mình sáng xuống gia đình. Nói chung anh bán cho em cũng cảm ơn. Thì trước thì em nó cũng ấy kiếm đồng ra vô chút ít thêm. Em cứ ngày công lao động tính toán à. Ngày công làm nông á nha. Anh em nào cứ đam mê lan hương rừng thì cứ ủng hộ cho em nó online. Thì đây đầu hàng rừng uy tín luôn, không có cái em nó không có hồi đó giờ em nó không có lấy cái hàng nào tàu lao lao đó. Chuyên hàng rừng bình thường mà, nhất là Ngọc Điểm bình thường. Nói chung là về đầu công viên chấp dung là bạn nghe. Đầu công viên chấp dung là anh là chuyên. Đó đúng rồi. Còn cái mé mà Hàm Thạnh là em có team bên Hàm Cần riêng nữa. Đúng rồi. Đó, Hàm Cần đi rừng Hàm Cần đi rừng Mỹ Thạnh luôn. Bên đó mình không có biết rừng mà. Còn team trong Phan là khác nữa. Tại trong Phan lại Tánh Linh, đó là team cho nó riêng nữa. Mỗi nơi em đều có mỗi team riêng. Nói chung là em thì em chỉ biết chỗ Bình Thuận mình là đầu công viên chấp dung thôi, là em đi là em chỉ rừng đó rừng của em là em biết thôi. Ba cụm á. Những chỗ khác là em không biết. Tại vì nếu anh em nào mà trên vùng miền Tây Bắc mà không biết thì cứ lên Google tra về chấp dung đầu công viên là nó lòi hết á. Là anh em là biết rồi. Ba biết mà. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi em này sao trở về đây. Chắc rèn phía sau quá. Tại sao? Dạ em cũng kết thúc clip tại đây nha. Và cảm ơn anh Thợ Rừng, lời nói nữa là cảm ơn anh Thợ Rừng đã bán cho em chậu này. Và cảm ơn mọi người đã xem video clip và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Hương Rừng nha. Đó, nó hết thơ luôn rồi. Đó, giờ em cảm ơn mọi người nha, em cũng chở chậu này về đây. Đó.